Vâng, xin chào mừng tất cả các quý vị đã đến với chương trình Mỗi tuần một ca khúc do Ngô Lan Hương thực hiện. Mọi người muốn nghe thêm về cái chương trình này, thể lệ chương trình rồi bài hát từ đâu mà ra thì hãy xem đến cuối clip này nhé. Hôm nay là số đầu tiên mọi người ạ. Số đầu tiên của chúng ta sẽ là một ca khúc rất gì vô cùng, thực sự là ngôn tình thưa các quý vị. Bài hát có tên là Hãy nói rằng anh đừng bao giờ rời xa em nhé. Mong là mọi người sẽ thích ca khúc này. Tới người yêu của mình các bạn nhé. Và chương trình mỗi tuần một ca khúc sẽ được thực hiện hàng tuần. Và để gửi yêu cầu cũng như là lời nhắn gửi, và Hương rất là mong rằng khi mà gửi yêu cầu, mọi người sẽ gửi kèm một lời nhắn đến một ai đó cho nó ý nghĩa, cho bài hát chương trình nó trở nên ý nghĩa hơn đấy. Thì mọi người hãy tham gia vào group bí mật của Lan Hương trên Facebook, cũng như là follow fanpage Ngô Lan Hương nha các bạn. Và đừng quên like và subscribe cái channel này nhá, để chúng ta có thể đạt được 100.000 subscriber trước Tết âm lịch mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.